Chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với tập 2 của podcast. Mình ra tập 1 cũng phải mấy tháng rồi mà mãi đến bây giờ mình mới làm tập 2. Thì rất là xin lỗi các bạn về sự ì trệ này. Mình đã hạ quyết tâm là kể từ bây giờ mình sẽ phải một tháng làm được ít nhất một video hoặc một cái podcast hoặc một cái gì đó. Chứ còn không thể để sự lười biếng này tiếp tục diễn ra mãi được. Hôm nay thì mình không chỉ ngồi đơn thuê một mình mà mình còn có ở đây hai vị khách mời rất là đặc biệt, đó là hai chị em của mình là Chi và Hằng. Bọn mình thì đã lớn lên cùng nhau và rất là thân thiết ngay từ bé. Nhưng mà đến bây giờ khi lớn lên thì lại có một cái điểm chung rất là đặc biệt là ba người đang sinh sống và làm việc ở ba đất nước hoàn toàn khác nhau. Chi thì đang ở Đức, Hằng thì ở Mỹ, còn mình thì ở Canada. Và hôm nọ thì trong một cái cuộc chat chít bình thường, bọn mình cũng chỉ nói những cái chuyện mà mình thấy trên đường, rồi thấy ở trong cuộc sống hàng ngày ấy. Tự nhiên mình nảy ra một ý là tại sao mình không chia sẻ những cái thông tin này tới với nhiều người hơn, bởi vì mình nghĩ là những cái góc nhìn này nó sẽ thú vị và nó sẽ bổ ích cho nhiều bạn, những bạn quan tâm. Những bạn mà tự hỏi là không biết là đi làm rồi sống ở nước ngoài thì nó như thế nào, nó có khác gì so với Việt Nam. Thì đó là lý do mà mình có cái podcast ngày hôm nay ở đây. Podcast lần này thì sẽ tập trung nói về chủ đề là môi trường làm việc ở nước ngoài. Nó có gì đặc biệt, nó có gì khác so với ở Việt Nam, và giữa các quốc gia với nhau thì nó có những cái điểm gì chung, những điểm gì riêng. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện và tìm hiểu. Công ty Chi là một công ty startup chuyên sản xuất data trong lĩnh vực tài chính, cung cấp cho các ngân hàng để họ có thể luôn luôn update cái công bố của, tức là chỉ số giá của rất nhiều stock này, rất nhiều index này và currency, kiểu như là tỷ giá ngoại tệ của các cái đồng ngoại tệ lớn, ví dụ như là euro, USD cho những yên USD kiểu như thế. Thì công ty Chi là chuyên chuyên về mảng đấy và cũng cung cấp các giải pháp để compliance, để giúp cho các ngân hàng ấy tạo ra những cái document, tạo ra các document là cái gì, tài liệu. Tài liệu. Các cái tài liệu phù hợp với cả thủ tục mà bên châu Âu nó yêu cầu. Tức là khi mỗi cái sản phẩm tài chính mà được đưa ra trên thị trường ấy, phải có những tài liệu nhất định nói về thông số cái sản phẩm này là do nào, do ai là do nào. Ai sẽ là đợi tỷ lệ phát hành như thế nào, thời hạn bao nhiêu lâu và lãi suất ra sao, đại loại những cái thông tin như vậy. Thì bên chị cung cấp cái giải pháp gọi là để có thể tự động hóa những cái thông tin, tự động hóa đưa ra những cái tài liệu đó cho các ngân hàng để họ có thể đưa cho khách hàng của họ. Thế nhưng mà cái vị trí của chị là gì cơ? Là vị trí của chị thì là kiểu làm chuyên về business developer. Ồ, tức là làm sale ấy hả? Không, chị không làm sale. Business developer nó có nhiều mảng. Một mảng là chuyên về sale nhưng mà chị không làm sale bởi vì đây là công ty B2B. Nên là số lượng người sale rất là ít, nhưng những người đó thì có cái network rất là lớn trong trong ngành. Chi thì chuyên làm những cái back office nhiều hơn của B2B, tức là của business development, tức là
làm những cái content marketing cho khó Loss nói of translation. content marketing cho công ty này, rồi làm hai research research về các cái sản phẩm tài chính để khó nói quá. Research những cái sản phẩm tài chính thì đưa ra những cái bài À, kiểu như là nghiên cứu thị trường để mà đưa ra kiểu giải pháp để marketing cho nó phù hợp á. không không phải nghiên cứu thị trường, mà thị trường nó đã có sẵn cái sản phẩm đấy rồi, À. nhưng mình phải phân tích cái sản phẩm đấy theo từng quý, từng tháng, hoặc là từng không không theo tháng nhưng mà theo những thời điểm dài, kiểu như ít nhất là theo quý hoặc là theo một nửa năm một, thì để cho các cái nhà đầu tư ấy, họ có thể nhìn vào đó, dựa vào những cái thông tin đó, dữ liệu đấy để họ có thể biết xem là cái sản phẩm nào thì có lợi chẳng hạn thế. Rồi chị cũng kiểu như take care về những cái vấn đề của khách hàng ấy, bởi vì hầu hết các client là bank không, thì họ sẽ gặp phải nhiều cái vấn đề trong khi mà sử dụng dịch vụ, và mình cũng take care những cái đấy, mình cũng phải điều phối những cái bên team nào mà cần cần là cần Hỗ trợ can thiệp hỗ trợ cho những cái bên ngân hàng mà đang có vấn đề. Tức là thỉnh thoảng thì có những cái vấn đề về data này, hay là thỉnh thoảng thì có những cái vấn đề về về cơ sở hạ tầng IT chẳng hạn, thì mình cũng phải hỗ trợ những cái đấy. Nói chung chị cũng có làm thêm một chút về data analysis nữa, nhưng mà không phải là quá chuyên sâu, nhưng mà nhưng cũng nó có. nhưng cái công ty đấy là ở Berlin đúng không? Là một khởi nghiệp, một startup ở Berlin đúng không? Nhưng mà nó có cung cấp kiểu như là cái cơ sở hạ tầng hay là cái phần mềm để xử lý dữ liệu không, hay là nó cung cấp cái dữ liệu trực tiếp? Cung cấp dữ liệu, Tức là nó lọc ra sản rồi phẩm đúng không, dữ nó liệu, xử lý dữ liệu sản rồi xuất xong. data và cung cấp data. Ok, thế cái công ty đấy có bao nhiêu người? 25 người. Ồ, chi là một trong số hai anh em. Công ty chị rất nhỏ. Hay gì? Anh nghĩ là bởi vì là công ty chi nhỏ nên là cái việc mà giải thích cái Cái nhiệm vụ của chi ở cơ quan rất là khó, tại vì chi làm phải nhiều làm rất thứ. nhiều thứ. Làm nhiều thứ đúng không? Chị làm rất nhiều thứ. Thế Hằng cũng là một startup ở Boston đúng không? Nó ở tức là chi là kiểu đang cảm giác là gần như mảng fintech, thế còn Hằng là ở trong cái mảng mảng gì? Cái vị trí của Hằng thì tên là Growth Marketing, thì Hằng nghĩ là nó làm nhiều về truyền thông, nhưng mà ở đâu đấy thì nó cũng có vấn đề là nó cũng phải xử lý dữ liệu. Tại vì là mỗi cái kiểu như là khi mà mình truyền thông được đến một ai đấy thì mình cũng phải ước lượng được cái kết quả, ước lượng được cái thành công của mỗi cái chiến lược mà mình đưa ra, thì chắc là nó cũng có khá là nhiều những cái vấn đề về dữ liệu trong đấy. Rồi là một mảng lớn nữa của truyền thông là kiểu như là như nào, tức là mình phải không biết nói. Đấy, khó vãi, giải thích công việc trong startup rất khó. Thôi nói chung là thôi để Hằng nói từ đầu. Tức là cái công ty của Hằng là một công ty startup ở Boston. Thì công ty của Hằng nó trước thời Covid thì là nó cũng có khoảng gần 50 người. Nhưng mà sau khi mà dịch ập đến thì là với cái tình hình kinh tế kiểu như suy thoái nói chung, cũng như là cái thị trường nó bị thu nhỏ lại, bởi vì nhu cầu nó bị thu hẹp, thì công ty của Hằng giảm xuống bây giờ cũng chỉ còn có 20 mấy nhân viên thôi. Thì Hằng làm growth marketer, thì ở trong cái department của Hằng cũng chỉ có 5 người à. Tức là cũng là một trong số những department có số người lớn nhất rồi ấy. Tại vì công ty làm cả về B2C cả về B2B nên nói chung cũng có rất là nhiều những cái kênh truyền thông mà mình cần phải chạm đến, nên là cũng cần nhiều người hơn đấy. Thì cái vị trí của Hằng chủ yếu là làm về lead generation ấy, tức là Nguồn khách hàng. tạo ra nhu cầu ấy. Ờ. Nó không không chỉ là mình tạo ra cái khách hàng mà mình còn tạo ra để cho khách hàng họ cảm thấy là họ có cái nhu cầu đấy. Create demands.
Đúng rồi đấy. Nhưng mà không biết dịch ra là gì ấy. Tạo ra nhu cầu à? Tạo ra nhu cầu. Thì mình tạo ra nhu cầu cho người ta và để cho người ta cảm thấy là người ta cần cái thứ đấy, và từ cái cảm xúc là cần ấy và muốn ấy thì họ sẽ kiểu như là mua cái sản phẩm đấy. Thực ra thì nó là mua được chưa, công ty của Hằng là nó không phải là hình thức doanh của nó không phải là mua đứt bán đứt, mà là nó là kiểu subscribe, kiểu như là Subscription đúng không? subscribe là gì, Đăng ký. thật không, phải là theo Đúng dõi rồi, chứ, đăng ký kiểu như theo đăng ký dõi. gói ấy, đăng ký gói tháng, Đăng đăng ký gói. theo dõi gói tháng, Đăng thì ký gói là tháng. ở trong, thì là khi đấy thì mỗi tháng thì khi mà mọi người đăng ký vào cái công ty của Hằng ấy thì họ sẽ được giảm giá về tiền điện, bởi vì công ty của Hằng là làm về năng lượng sạch. Ở đấy quên mất cái yếu tố hay nhất của cái công ty này, đấy là nó làm về năng lượng sạch, tất cả những cái thứ mà nó tạo ra đều là renewable energy, tức là những cái nguồn năng lượng có thể tái chế, và là nguồn năng lượng tái chế, không những là có thể tái chế mà còn là bản chất của nó là một cái nguồn loại năng lượng tái chế, nó là năng lượng mặt trời và một số loại khác nữa. Thì đó, thì cái người mà đăng ký vào cái theo dõi cái công ty của Hằng thì họ sẽ được giảm giá về tiền điện, bởi vì là họ tham gia để bảo vệ môi trường. Đấy, thì phải làm thế nào để thuyết phục được cho họ, thì rất là nhiều người đấy, thì là có rất nhiều người không biết đến cái chương trình đấy. Có thể là mình nói ở đây thì Giang hay là Chi còn cũng chưa thấy cái đấy bao giờ ấy. Nó không phải là cái solar bình thường ấy, nó không phải là cái năng lượng mặt trời bình thường, mà nó là community solar, tức là năng lượng mặt trời mà cộng đồng ấy, có tính cộng đồng ấy, tức là nó sẽ xây những cái vườn năng lượng mặt trời ở một cái chỗ nào đấy mà cái đất trống, đất hoang ấy, nó sẽ xây một cái vườn năng lượng mặt trời, xong tất cả những cái năng lượng mặt trời đấy sẽ được đi qua những cái đường dây tải điện ấy, xong nó sẽ được chở đến những cái nơi mà cung cấp điện, như kiểu như là chở đến cái nhà máy điện Việt Nam à, hay là cái gì, cái VNPT à, không phải, VNPT là về mạng không biết nữa, nói chung là nó sẽ chở về những cái, EVN. đúng rồi, nó sẽ chở về EVN. Thế sau đấy thì từ đấy thì nó sẽ tỏa cái điện ra đến từng những cái hộ gia đình, và những cái hộ gia đình đấy chính là những cái hộ gia đình mà theo dõi subscribe cho cái công ty của Hằng, và tạo ra được một cái solar panel mà nó thực sự là để mà người ta có thể không phải là cứ gắn mác là đây là năng lượng mặt trời các thứ ấy, mà là năng lượng sạch thật sự ấy, thì nó là có rất là nhiều những cái nghiên cứu xung quanh nó. Thì cái công ty của Hằng nó cũng là một trong số những cái công ty đi đầu trong cái đấy, họ cũng có rất nhiều nghiên cứu về những cái vườn rồi là các thứ các kiểu, rồi là hay gặp phải những cái câu hỏi kiểu như là tại sao lại lấy đất của dân để mà trồng cái vườn đấy ấy? Mà hoặc là đất ở đâu ra mà lại trồng được những cái đấy, thì đấy, thì tức là ý Hằng ở đây muốn nói rằng là cái này là một cái lĩnh vực rất là mới, mà khi mà mình nói ra thì rất là khó để giải thích, cũng như là rất là mọi người có thể không biết. Thì chính vì thế nên là cái vị trí của Hằng ở công ty ấy, tức là truyền thông đến mọi người là à đấy là có một cái thứ như thế ở trên cuộc đời này, và nó sẽ có những cái lợi ích như thế này, thì cái đấy người ta gọi là demand generation. Và từ demand generation thì mình sẽ có lead generation, và cuối cùng ở trong cái khâu đấy chính là cái marketing automation, tức là tạo ra một cái hệ thống mà nurture những cái đấy Có gọi một là cái nuôi tệp khách hàng những xong cái rồi từ cứ những cái chăm sóc nuôi dưỡng những cái người mà từ những cái người có nhu cầu cho đến những cái người mà trở thành khách khách hàng, hàng. thì là giữa những cái khoảng đấy thì phải có rất là nhiều những cái công đoạn mà mình nurture người ta mình tiếp thêm cho người ta những cái thông tin, mình làm cho người ta cảm thấy là điều này là một cái điều có ý nghĩa, vân vân và vân vân, thì là mình sẽ phải custom cái đấy, mình sẽ phải tạo ra cái đấy. Và ở trong đấy nó cũng có một cái rất là hay nữa là ở Mỹ thì mọi người rất quan tâm đến việc là truyền thông là một, nhưng mà truyền thông cá nhân ý, thì nó là một cái mà ở Mỹ là rất là số một, tức là nó không bảo rằng là năng lượng này rất là tốt, mà nó sẽ nói là năng lượng này rất tốt với Chi, năng lượng này rất có ích cho Giang, kiểu như thế. Tức là nó sẽ đem những cái Cơ custom, nó sẽ rất là có tính cá nhân ý, ở trong đấy. Thế công ty hàng có sử dụng AI không? Hay là chỉ kiểu Có công ty của Hằng có một mảng rất hay nữa, đấy là nó không chỉ có for profit, cái mà Hằng đang làm ấy là for profit, có một cái mảng non profit, tức là không lợi nhuận. Thì là ở cái mảng non profit này thì ở công ty của Hằng ấy họ có một cái niềm tin ấy, mọi người có cái này khó nhỉ, tức là ở ở bên này nó có một cái số chỉ số tên là số FICO. Cái số FICO này nó dùng để chỉ những cái năng lực trả tiền ấy, năng lực thanh khoản, năng lực trả tiền
thì là thường là những cái người giàu ấy thì họ rất có những cái chỉ số FICO rất là cao, bởi vì họ có bao giờ nợ nần gì đâu, credit của họ lúc nào cũng kiểu như là cao ngất ngưởng, điểm cao quá kiểu ngất ngưởng, nên họ rất có cơ hội dễ dàng hơn để tiếp cận những cái thứ sạch sẽ, những cái thứ tốt đẹp, vegan, renewable energy. Nhưng mà ở phía của Hoàng ấy thì cái niềm tin của cái người tạo ấy là cái chỉ số FICO, hay nói cách khác là chỉ số xác định cái người mà có thể trả tiền này ấy, nó không phải là một chỉ số thích hợp nữa để mà quyết định là một cái người có thể tham dự vào cái community show được không. Tại vì nó vốn là một cái quy luật ở đây, đấy là nếu mà chi có chỉ số FICO cao thì chi có cơ hội được cho những cái thể, tại vì nó phải có chi ở phía học không? Tức là kiểu thí dụ như khó quá. Kiểu như thí dụ như trước khi ngân hàng mà đồng ý cho mình vay, họ đều phải kiểm tra cái credit đúng không? Đúng thế, nhưng mà đấy, credit thì nó tốt thì sẽ dễ cho vay hơn. Ừ. Nhưng mà cái công ty của Hằng thì họ thấy là như thế là quá exclusive ấy, như thế là không, như thế là tạo ra một cái môi trường mà chỉ có những người giàu thì cứ càng được hưởng những cái thứ tốt đẹp, xong rồi được giảm giá các thứ, trả tax ít hơn vân 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 ấy. Thế nên là họ tạo ra một cái số chỉ số khác, thì nó là tôi không nói được tên ở đây, nhưng mà nó là một chỉ số khác. Thì cái chỉ số này ấy, thì nó là dựa trên AI đấy, bọn nó có một cái bộ máy AI để tạo ra một cái chỉ số, một cái KPI để chứng minh một người nghèo ấy cũng có khả năng thanh khoản, có khả năng chi trả cho những cái nguồn năng lượng sạch. Thế đấy là cái tính inclusive, cái mảng non-profit ở trong công ty. Thế nhưng mà thực ra thế nói về chuyện là kiểu như là môi trường ấy, tại vì chi hồi trước khi mà đi ở sang Đức là chi học thạc sĩ đúng không? Nhưng mà trước khi học thạc sĩ là chi cũng làm tiếp viên hàng không của một cái hãng của Đài Loan đúng không? Tức là cũng là một môi trường khác. Xong rồi trước đấy dạ không biết chi có làm cái gì ở Việt Nam không? Còn Hằng thì là trước khi mà sang Mỹ học thì là Hằng làm ở một cái công ty truyền có được nói là đài truyền hình. Chả biết. Tôi nói mẹ rồi. Thôi nói lại câu đấy. Nói lại câu đấy đi. Còn Hằng thì Là trước khi mà sang Mỹ học thạc sĩ thì là Hằng làm ở đài truyền hình ở Việt Nam đúng không? Tức là mọi người có một cái sự so sánh, tức là có một cái phông để so sánh giữa cái môi trường của nước ngoài, của Mỹ và của Đức so với của Việt Nam và của Đài Loan chẳng hạn. Nó như nào thì có nhận xét gì không? Chiều trước đi. Nhận xét đó. Thật ra ngày xưa chị cũng có làm ở một dự án liên kết với Nhật Quốc ấy, tức là dự án thì được đầu tư từ nước ngoài, tức là vốn đầu tư từ Nhật Bản, nhưng mà nó vẫn phải liên kết với nhà nước. Nhưng mà thật ra môi trường nhà nước nó là kiểu một môi trường công sở, thì chị cũng từng có trải nghiệm về môi trường công sở ở Việt Nam, và bây giờ thì là trải nghiệm môi trường công sở của Đức. Lúc trước thì khi mà ở Đài Loan ấy thì cũng không thật sự là trải nghiệm môi trường công sở gì cả, tại vì khi mà làm cho công ty Đài Loan thì là cũng giờ giấc công việc nó không phải là 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều, nó là môi trường đặc thù ấy. Bay thì là đi làm giờ theo giờ bay đúng không? Thế nên là cũng không thể nào so sánh giờ của tức là không thể nào so sánh môi trường công sở ở Việt Nam ở Đài Loan với môi trường, bởi vì không có cái trải nghiệm đấy. Nhưng mà môi trường công sở ở Việt Nam với cả Đức thì rõ ràng nó rất là khác biệt ấy. Ở Đức thì thường là làm việc, hoặc là có thể cái trải nghiệm của chị nó cũng khác, bởi vì công ty của chị nó thôi bỏ qua đoạn này đi, nói lại ở Việt Nam thì cắt ở Đức đồng nghiệp là đồng nghiệp, sau giờ làm thì không có cái mối quan hệ cụ thể thân thiết gì sau đó. Còn ở Việt Nam thì bao giờ đồng nghiệp cũng vẫn phải có những mối quan hệ gọi là sau giờ làm với nhau, ít nhất cũng đi ăn với nhau. Nhưng bên này thì không,
nhiều nhất là đi ăn trưa với nhau thôi, hoặc là nhiều nhiều nếu mà thân lắm thì ra uống cốc cà phê với nhau vào ngày thứ bảy chủ nhật, chứ không không có, rất là hiếm cái chuyện nhà nhau ăn uống, thậm chí là chị chưa bao giờ có trải nghiệm đấy. Bởi vì sao? Bởi vì người Đức họ rất là cổ điển hay là nào gọi cái bảo thủ ở truyền thống á. Ừ, họ rất là truyền thống ấy, và để thân thiết được với họ thì sẽ phải mất rất nhiều thời gian. Vì thế nên cái môi trường làm việc của Đức ấy, đồng nghiệp, cái mối quan hệ ranh giới đồng nghiệp nó rất là rõ ràng, còn bạn bè lại là một cái mối quan hệ loại khác. Tức là khi mà người Đức có bạn bè, tự nhiên những người bạn bè đó là đi theo từ những năm tháng còn đi học xong đến tận sau này, thì họ mới coi là bạn bè, tức là hiểu nhau, chơi với nhau từ những ngày mà không có áp lực gì cuộc sống, rồi áp lực công việc cả, kiểu như thế. Ở Việt Nam thì nếu như mà sống với cái thái độ như vậy với đồng nghiệp Việt Nam sẽ rất là khó để hòa hợp môi trường làm việc ở ở nhà đấy. Nhưng mà ở nhà thì thật sự là ở bên này chị thấy môi trường làm việc chuyên nghiệp hơn rất nhiều, mọi người thì hỗ trợ nhau, giúp đỡ nhau trong công việc. Không phải nói là ở Việt Nam không chuyên nghiệp, nhưng mà ở Việt Nam họ có những cái gọi là tình cảm xen vào trong công việc nhiều hơn so với ở bên này. Công tư không rõ ràng, công tư nó ít rõ ràng hơn, không thể nói là không rõ ràng nhưng mà nó ít rõ ràng hơn. Ở bên này là rất rành mạch, có thể là một phần do tính cách của người Đức. Mặc dù là công ty chị cũng không có rất là nhiều người nước ngoài, nhưng mà khi mà vào một cái công ty mà có giám đốc này, những cái người điều hành, bộ máy điều hành vẫn là người Đức, thì nó vẫn sẽ có những cái nét đặc trưng của văn hóa ở ở trong đó. Thì kể cả đồng nghiệp có đến từ nước ngoài thì nó cũng sẽ vẫn có những cái sự ảnh hưởng, đúng không? À, là thứ nhất. Thứ hai là công ty có rành mạch hơn này. Còn cái gì nữa nhỉ? Cái trong công việc thì dù là nếu như mà tôi không thích người này, không thích người đồng nghiệp này lắm, nhưng mà khi mà người ta cần sự hỗ trợ thì tôi vẫn giúp đỡ. Đấy là tư tưởng của người Đức, và thế nên là công việc nó có thể trôi chảy, và cái tinh thần đấy nó rất là lớn. Tức là vì công ty nó rất là lớn ở bên này, đấy là một điểm rất là đáng học hỏi. Mà Giang thấy bọn Tây nó như thế đấy, tại vì cái kiểu như là Giang thấy ở chỗ làm Giang nó tạo thế. Tức là kiểu chị không rõ lắm, bởi vì chị cũng không biết ở Canada hay ở Mỹ như nào, thế chưa có kinh nghiệm ở Mỹ là như thế nào. Ngon cực. Cái gì? Ôi cái này là ôi sao không có bim bim thái nhá. Cái này là cái mì tăm mà ăn hồi bé ở ăn thôi hồi đấy. Hằng ấy, hằng thấy là nó cũng hằng, tức là nếu mà bây giờ mà Hằng đưa ra một cái sự so sánh nào nó cũng không được công bằng cho lắm, tại vì là cái tính chất công việc của Hằng ngồi ở Việt Nam khác hẳn với là cái tính chất công việc của Hằng ở bên này ấy. Nên là ví dụ như là nếu mà Hằng có cùng một cái công việc xong Hằng di chuyển thì Hằng còn có thể so được, bây giờ khó rất là khó. Nhưng mà để xét về tính chất công việc nhá, thì là cái công việc cũ của Hằng ấy nó là một công việc mà thuần túy là làm việc độc lập, tức là bạn càng độc lập càng tốt. Khi mà bạn đi chạy team thì sẽ không có một team để mà bạn kiểu như là có thể là trao đổi với nhau kiểu ui với bạn này làm thế nào thì kiên nghị, mà tất cả nó đều chỉ là có tính là tất cả mọi thứ đều xử lý là có tính là hiện trường, tức là bất kỳ một cái gì xảy ra đấy đón lấy nó và trong đầu mình là lập tức nhảy xuống tự xử lý nó như thế nào. Nhưng mà ở bên này thì nó không bao giờ có những cái chuyện là như thế cả. Tất cả mọi thứ nó đều phải có công đoạn, tức là không bao giờ mà bạn thực thi một cái điều gì đấy mà trước khi mà bạn đưa ra một cái kế hoạch cụ thể cho sếp hay là cho công ty hay là trình bày về nó và được thông qua cả. Thì Hằng nghĩ là cái đấy là ở Việt Nam hay là ở thế thôi, chẳng qua là tại vì là Hằng tính chất công việc khác nhau. Thế là đâm ra là cái đấy là cái mà Hằng cần thay đổi. Còn để nói về môi trường làm việc, sao vẫn không nghe thấy? Nghe thấy gì không? Rồi. Hằng nghĩ là để nói về môi trường làm việc ấy, thì
Thì cái điểm khác biệt về về cái môi trường làm việc ở Mỹ thì Hằng cũng đồng ý với là Chi ấy, là tức là sau công việc ấy thì mọi người thủ chủ yếu là mọi người không có một cái mối quan hệ gì khác với nhau cả. Tức là mọi người sẽ không bao giờ có cái chuyện Giáng sinh mà nhắn tin bảo là chúc Giáng sinh vui vẻ đâu. Kiểu là ở Việt Nam thì toàn Tết thì mọi người sẽ nhắn tin xong còn thậm chí thăm nhà nhau. Kiểu bên này là hoàn toàn không. Và tại sao họ không? Tại vì là họ muốn mọi thứ nó rạch ròi. Họ không muốn là có một cái mối quan hệ tình cảm ở bên ngoài nào mà lẫn lộn với công việc cả. Nhưng mà chính cái tại đấy ấy, thì môi trường làm việc ở bên này các công ty nó sẽ tạo ra rất là nhiều những cơ hội để trong giờ làm việc mà nhân viên có thể chuyện với nhau. Để đưa ra một cái ví dụ, tức là công ty của Hằng thì thứ tư nào cũng có 2 tiếng là mọi người sẽ gọi nó là cái social time. Thì ở trong cái social time ấy thì mọi người sẽ cùng cái điều gì đấy với nhau. Ví dụ như là cách đây 1 tháng nữa, thì cả công ty làm dumpling, hoặc là ở cách đây 2 tuần thì có mời chuyên gia về kiểu như là coaching về tộc ấy, gọi là gì nhỉ, chuyên gia về sắc tộc ấy, đến nói chuyện về sự khác biệt và những cái privilege, những cái quyền lợi của những cái người da khác với cả người da màu sẫm ấy. Thì đấy, nói chung là nó có rất là nhiều. Hoặc là cách đây tuần vừa với tuần trước thì mọi người cũng, Hằng thì không được bầu cử nhưng mà mọi người công ty Hằng mới ngồi cùng với nhau qua Zoom thôi để viết những cái gửi đến những cái người lãnh đạo nói về việc bầu cử hoặc là trao đổi về chính trị. Thì đấy là những cái thời gian mà vẫn gọi là trong công việc nhưng mà vẫn cố gắng để tạo ra một cái môi trường để mọi người có thể kết nối với nhau. Thỉnh thoảng thì cũng là thứ tư thì mọi người cũng gọi là đi dắt chó đi dạo hoặc là đi ra công viên hoặc là đến nhà của cái CEO để kiểu như là có tiệc ngoài trời thế. Nhưng mà đấy là những cái mà nó vừa bạn vừa phải tham gia vừa không phải tham gia, nó đấy thì nó sẽ cho cái việc là sự lạnh kiểu như là cái sự không có kết nối được giảm xuống ấy, tại vì là mình có cái cơ hội để kết nối với nhau. Hoặc là bất kỳ một nhân viên nào mới đến công ty thì một nhân viên nào đấy mới đến công ty thì dù là công ty có 20 người hay là 40 người thì bạn cũng phải đặt những cái lịch hẹn với những từng người một ở trong công ty mỗi người 30 phút để có thể là ăn trưa cùng nhau, có thể là đi uống trà sữa, đi uống cà phê. Mà cái đấy là đấy là cái trách nhiệm của bạn. Bạn sẽ có những cái thời gian như thế và bạn phải làm cái việc đấy. Thì cái đấy nó cũng rút ngắn những cái khoảng cách giữa các cái nhân viên với nhau. Và đó thì Hằng nghĩ là cái đấy là một cái rất là hay. Bên cạnh đấy thì ở Mỹ ấy, thì mọi người rất là quan trọng cái việc mà không chỉ là làm cái công việc của bạn mà bạn còn phải biết là cái, đặc biệt là Hằng nghĩ là một phần là do cái nó là rất là mạnh là về làm về cái mạng non-profit, tức là nó rất là bản quyền nên là có rất là nhiều những cái lớp hay mời những cái chuyên gia đến để nói về các vấn đề xã hội, nói về bầu cử, nói về màu da, nói về bạo động, vân vân, thì là cũng rất là hay. Với cả là mọi người cũng tạo ra những cái kênh ở trên Slack ấy để chia sẻ về những cái ảnh cuối tuần, những việc vui đấy. Hằng thấy là rất là hay. Với cả là Hằng có một đặc điểm ở Mỹ thì khác một chút so với môi trường ở Việt Nam. Ở Việt Nam thì mọi người thường là có một cái kiểu như là khi mà cơ quan thường là mình sẽ biết sếp ai ấy. Kiểu như là Cái gì nói lại? kiểu như nếu mà bạn đến cơ quan thì có thể biết là sếp của mình thích ai ở trong nhóm ấy. Có bao giờ bạn có cái, mọi người có bao giờ cảm nhận thấy thế không? Tức là mọi người sẽ cảm nhận, ôi cái thằng cái ông này hơi Thiên thích con vị. này, hơi thiên vị một chút, kiểu kiểu như thế. Thì ở bên này nó sẽ triệt tiêu tối đa cái điều đấy bằng cái việc là khi mà ai đó làm cái gì đó ấy, thì mình sẽ khen nó trước mặt của, nghĩa là nó tạo ra một cái, tức là nhỉ, không có nhiều cá nhân ấy, không có nhiều tính cá nhân ở khi mà nó liên quan đến việc khen ngợi ấy. Khi mà khen ngợi thì thường là khen nguyên cả team, khi mà có một cái gì đấy, một cái đặc quyền gì đấy mới, một cái benefit gì đấy mới thì luôn luôn là cả cái team này được ấy. Không có chuyện là chỉ có một cái người này tự dưng lại được nhận đặc ân ưu ái gì đấy, thì không có chuyện đấy. Tuy nhiên ấy, ở công ty Hằng cũng là mỗi thứ sáu ấy mọi người sẽ 15 phút chỉ để cảm ơn thôi, tức là bạn phải cảm ơn một người nào đấy
giúp bạn ở trong công ty này. Công ty hàng truyền thông thường là ở công ty hàng ở đấy thì thường là sếp sẽ chỉ đích thị tên của, ví dụ như là cảm ơn Hằng vì đã làm cái này cái kia, thì mọi người trong công ty sẽ biết là mình làm cái gì. Đấy, thì cái đấy cũng là thế, là thật ra Chi thấy công ty Hằng có vẻ có cái sự kết nối nhiều đấy chứ. Công ty ở của Chi bên này không hề có đâu. Ừ, nhưng mà Hằng nghĩ là mấy tháng từ cái hồi trước ấy, trước khi dịch ấy, mấy tháng một lần thì may ra mới có thể tổ chức được bữa gọi là breakfast để tất cả mọi người có thể đến ngồi cùng ăn sáng với nhau, thế thôi. Thế thì... chứ còn không có event gì cả. Chắc cái đấy là cái khác biệt về kiểu văn hóa đấy. Ừ đúng rồi. Đấy, gần đây nhất thì có nhưng mà... cái event là đi đánh bóng rổ, à đâu, đánh bóng chuyền bãi biển ấy, thế thôi. Nhưng mà không phải ai cũng tham gia, và nếu không tham gia thì chẳng sao, kiểu như thế. Ừ, thì công ty Hằng cũng thế, không tham gia thì cũng chẳng sao, nhưng mà thường mọi người vẫn cố gắng tham gia. Đấy, cái việc đấy cũng là một sự khác biệt ấy. Còn mà... này thì không, họ cũng không có cái sự cố gắng nhiều để tổ chức các cái event này nọ lắm. Nhưng mà để Hằng nói nốt, tại vì Hằng, tức là từ nãy giờ Hằng cũng chỉ mới là đưa ra những cái mà Hằng cảm thấy là đã kiểu như có thể, tức là những cái ưu điểm ấy. Nhưng mà Hằng nghĩ là một cái nhược điểm rất là lớn ấy, đấy là bởi vì Hằng là người nước ngoài ấy. Thế nên là cái Hằng không thấm cái văn hóa của họ ấy. Ví dụ như có rất nhiều khi mà họ nói về cờ này, họ nói về bóng đá Mỹ này, bóng đá Mỹ nha, nó khác bóng đá Việt Nam nhá. Hoặc là họ nói về thể thao, họ nói về bóng bầu dục, là mình không thể nói được một cái gì. Hoặc là những khi mà họ nói về chính trị, và họ rất thích nói về chính trị, thì mình cũng không nói được một cái gì, tại vì mình không biết cái gì để mà nói. Mình không có cái văn hóa đấy, mình không có cái cụ đấy để mình nói, nên là không có phong. Nhiều khi mình cũng thấy rất là lạc lõng. Hoặc là ví dụ như đơn giản, đơn cử như là thỉnh thoảng họ tổ chức những cái trò chơi ấy. Những cái trò chơi đấy thì là trả lời những cái câu hỏi cũng khá là thú vị, nhưng mà có những câu hỏi mình cũng không biết, mình không hiểu là nó hỏi cái ý là gì ấy. Tại vì nó có, một khi mà nó đã liên quan đến sense of humor thì nó thường, nó phải có văn hóa ở trong đấy, nó phải có một cái phong văn hóa nhất định. Thì Hằng sẽ không do được, và Hằng sẽ cảm thấy là hơi hơi kiểu hôm qua công ty ra vừa còn đầu đồ vui đấy, và ra không trả lời một câu nào, quá khó đấy, kiểu người ta nhanh lắm ấy, khó lắm ấy. Thế xong rồi ở công ty của Hằng hay có cái trò mà, tức là ví dụ có một team cùng chơi với nhau 5 người, thì mọi người sẽ có một cái chữ hiện lên, cái người mà chủ trò sẽ nhìn thấy một chữ hiện lên, xong họ sẽ vẽ, xong những người còn lại sẽ đoán ấy là họ đang vẽ cái gì, kiểu như thế. Thì thường là mọi người đoán rất nhanh ấy, Hằng lúc nào cũng không đoán được, tại vì không biết, nó cho mình hơi khác ấy. Không phải, mình là người nước ngoài. Ví dụ như họ đến bọn bảo bộ Tây đến Việt Nam mà hiểu những cái câu đố vui của Việt Nam thì nó không hiểu được, kể cả nó nói được tiếng Việt rất khó. Thì đó, thì Hằng cũng... nó quan trọng mà. Thì Hằng cũng chỉ muốn nói thêm là, ý là kiểu dù là môi trường ở đâu nó có sự khác biệt tại tự thân của mỗi môi trường, thì nó cũng là do mình nữa ấy. Tức là nó do là mình cũng không có cái văn hóa đấy, mình không có cái mình không được, tức là mình không thấm nhuần những cái điều mà nó ở cái quốc gia đấy, thì mình cũng sẽ vẫn cảm thấy hơi lạc lõng ấy. Nhưng mà cái đấy là nhiều hơn là do kiểu Hằng có sự khác biệt với cả đồng nghiệp, chứ cũng không hẳn là do cái bản chất của cái môi trường đấy. Thế có cái gì nhược điểm của cái môi trường đấy không? Cái gì mà Hằng thích ở Việt Nam mà Hằng không thích ở đây? Hằng nghĩ là đấy, Hằng nói ngay đầu tiên ấy, Hằng nghĩ là ở Việt Nam thì Giang có khả năng tự chủ ấy. Tức là nó thường là như kiểu như là đấy, nhưng mà nó lại cũng trở ngược lại với cái việc là bản chất công việc của Hằng đã từng là nó rất là khác. Tức là khi mà Hằng đi làm thì nó thường là nó có tính độc lập rất cao, có cái tôi rất là cao, nhưng mà ở đây thì tất cả mọi thứ nó phải thông qua một quá trình, quy trình. Ở Việt Nam ấy, Giang cảm giác ấy, thí dụ như là giờ giấc ấy, thí dụ như là Hằng nhìn mọi người nhìn vào một cái cửa hàng ấy, thì cái giờ mở cửa của nó cũng sẽ từ sớm đến tận khuya ấy. Đấy, thì dường như là có một cái cảm giác là ở mình làm việc kiểu chăm chỉ hơn ấy. Ừ. Còn so với bên này thì thí dụ như cửa hàng nó mở rất là muộn và đóng rất là sớm ấy. Đấy, thì không hiểu là mọi người thấy như nào ở chỗ làm. Ý Giang là so về cửa hàng hay là so về chỗ làm ấy? Ví dụ như công ty Chi nhá, thì giờ làm việc quy định là 9 giờ chẳng hạn, đến 6 giờ chiều. Nhưng mà chẳng ai làm việc đúng thời gian như thế cả. Hầu như mọi người đều làm việc, bắt đầu làm việc khoảng 9 giờ hoặc 9 rưỡi. Nhưng mà đặc biệt là developer thì họ làm thậm chí đến 9 giờ tối. Làm việc cực kỳ nhiều luôn ấy. Và như Chi thì hầu như là ngày nào cũng làm đến 7 giờ.
có những hôm còn phải làm đến 8 giờ hoặc là có những hôm làm luôn cả ngày. Nhưng mà không, cái này là tự nguyện nhá và không hề được trả lương thêm. Hằng nghĩ là Hằng nghĩ là kiểu như tính theo hiệu quả công việc ấy, productivity, và rất là nhìn vào kết quả ấy, và lại còn làm việc theo kiểu sprint planning nữa, thì khi mà có một cái backlog và đưa ra cái sprint với rất là nhiều cái task mà mình không close cái task đấy thì mình cảm thấy rất đấy. Đấy là nó cũng đặt tức là họ đưa đầu việc cho mình thì mình cứ làm xong là xong đúng không? Tức là mình chưa xong thì mình chưa nghỉ. Đúng rồi. Nhưng mà để làm xong được những cái đấy, đặc biệt là đối với team developer ấy, thì nó lại để làm xong được tất cả những cái task của họ cần rất là nhiều thời gian chứ không thể là chỉ có 8 tiếng một ngày. Có thể là công ty Hằng thì chắc không thế. Hằng không biết là hình như là ở Microsoft ấy, hay là cái công ty nào đấy mà họ chỉ làm 4 ngày một tuần ấy. Tức là cái thời gian mà thực sự là họ làm việc ấy, nó không phản ánh cái lượng công việc ấy. Nó thật là như thế. Tại vì Hằng cũng thấy là Hằng có thể dậy Hằng có thể bắt đầu làm việc lúc 9 giờ và kết thúc vào lúc 6 giờ, nhưng mà thực sự là làm rất nhiều trong cái khoảng thời gian đấy. Thì nó không có kịp thời gian đi ăn trưa. Còn cái kiểu mình cũng cố gắng muốn xem là nó hoạt đến cùng nó hoạt động thế nào, nên là cuối tuần mình cũng thậm chí mình ta cảm giác là mình có tính trách nhiệm hơn. Nhưng mà Hằng cũng phải nói thật đấy, là bởi vì yếu tố này nó phụ thuộc hai thứ. Thứ nhất có thể là ok công ty của mình là họ cũng làm việc hàng say vân vân và vân vân, nhưng mà yếu tố thứ hai ấy, đấy là mình là người nhập cư, nên là mình luôn luôn là có một cái tảng đá trong người là mình phải làm tốt, mình làm hơn người khác tốt, mình phải chứng minh được cái bản thân của mình ấy. Đấy, nên là mình cũng có hai cái yếu tố trong đấy, chứ không phải ở Tây thì là làm việc vất hơn. Mình có những cái áp lực đấy thực sự. Chi thì Chi nghĩ không chỉ là vì mỗi mình đâu, mà thậm chí người Đức họ cũng làm việc. Ví dụ như Chi thấy thì người Đức làm việc cũng rất là nhiều, mà không hẳn là vì lý do nhập cư đúng không? Tất nhiên là cái việc Hằng nói là mình là nhập cư nên mình cũng cần phải cố gắng hơn ý, có. Nhưng mà không có nghĩa là người Đức họ không làm việc. Cũng có những người lười, nhưng mà ai mà đã làm việc thì làm việc rất là năng suất và kiểu như có sức đóng góp ấy. Có rất nhưng là cái đấy thì nó không khác ấy. Nhưng cái đấy nó không phải là cái khác gì ở Việt Nam ấy. Ở Việt Nam ai mà chăm thì cũng rất chăm, ai mà không chăm thì cũng rất không chăm. Ừ. Chị chưa có trải nghiệm đối với người rất chăm. Em thấy ở Việt Nam mà thực sự họ mà thích làm việc, muốn làm việc thì rất chăm, rất giỏi. Thì cái đấy nó không hề có cái gì khác biệt so với giữa các quốc gia cả. Mà cái khác biệt nhất là vì cái yếu tố bản thân của mình ấy, là bởi vì mình là người nhập cư. Nên là Hằng không những là đã vốn là một người cầu toàn rồi, Hằng còn phải cố gắng hơn nữa. Bởi vì là về vấn đề visa này, mình mất việc có vấn đề gì không có một cái cánh cửa nào mở ra cho mình ấy. Nên là mình luôn luôn phải cố gắng ở cái nơi mà mình đang ở ấy. Thì đó là một cuộc trò chuyện nhỏ nhỏ của bọn mình về những trải nghiệm khi đi làm ở nước ngoài. Và để chốt lại thì như Hằng đã nói đây là môi trường làm việc thì ở đâu cũng sẽ có những cái điểm khác nhau giữa ta so với Tây hay là giữa những quốc gia khác nhau, vì văn hóa, truyền thống của mỗi nơi mỗi khác. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn và cái điều tiên quyết hơn ấy vẫn là con người. Không thể nào mà đánh giá phiến diện là ở môi trường làm việc ở đâu chuyên nghiệp hơn ở đâu, ở Tây thì chuyên nghiệp hơn so với Việt Nam, mà quan trọng là bạn như thế nào. Nếu như mà bạn muốn làm việc, bạn có cái tinh thần làm việc, có cái đạo đức nghề nghiệp cao thì ở đâu bạn cũng sẽ làm việc chăm chỉ và có những cái thành công trong công việc của mình. Đấy là cái mà mình đã học được từ cái cuộc trao đổi này. Và không biết các bạn thấy thế nào, nhưng mà mình thấy là mình học được rất là nhiều thứ. Có rất là nhiều điều mà mặc dù là đây là hai người rất là thân với mình, nhưng mà mình cũng có những cái nhỏ nhặt hơn ấy, những cái chi tiết nhỏ nhặt về cái công việc của họ mà mình thực sự cũng chưa biết cho đến khi mà mình có cái cuộc nói chuyện này.
Còn rất là nhiều những cái câu hỏi mình muốn đặt ra cho Chi và Hằng, không chỉ là về công việc mà còn ngoài công việc, về cái cuộc sống bên ngoài công việc nữa. Nhưng mà vì mình không muốn cái podcast này quá dài ấy, và mình không muốn là nó quá loãng, nên là hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây và để dành những cái chủ đề khác cho những podcast tuần sau. Nếu như mà bạn có những bình luận, những câu hỏi gì thì bạn hãy để lại trong phần comment ở phía dưới. Và hẹn gặp lại các bạn trong một podcast hoặc một video tới trên kênh của mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.